Xin chào mọi người đang xem kênh Dạy Quên TV của Tiên nha. Hôm nay nhà Tiên phân cái bầy chuột này ra mọi người. Mấy con chuột hamster này khi mà nó ở chung với mẹ nó đó thì nó sẽ bị thiếu nguồn ăn, nó thiếu sữa và nó sẽ cắn lẫn nhau á. Cho nên là bây giờ phải tách riêng ra. Chín con mà nó bị chết hết 4 con rồi mọi người, có 5 con rồi. Bây giờ mình phải cứu nó, mình phải tách riêng ra con đực với con đực, con cái với con cái riêng. Nhưng mà nói chung là nó sẽ bị cấu xé lẫn nhau. À, bây giờ anh Văn Đông đang nghiên cứu nha, coi là con nào là con cái, con nào là con đực. Đây, 5 con chuột nha, thấy cưng không? Chắc con vàng vàng là con chuột út đó, còn con chuột đen là chắc đại bàng. Con nào ăn nhiều thì mập. Đó, 5 con chuột hamster nha. Bàn tay 5 ngón của anh Ba Đông thọt vô bắt một con chuột lên để xem nó là chuột cái hay chuột đực này nha. Nếu là chuột cái thì hậu môn và bộ phận sinh dục của nó sẽ gần nhau, còn nếu như nó xa nhau là con chuột đực. Chứ có âm khớt âm nôm âm nôm vậy. Đây là con chuột cái nha mọi người. Âm khớt ai của âm nôm âm khớt mà nín đi âm nôm âm khớt su khớt âm khớt cơ mà nè. Anh đang bị quế. Chuột đực hay chuột cái vậy anh? Âm khớt gì vậy? Sụ khớt gì vậy? Sụ khớt gì vậy? Sụ khớt gì vậy? Anh nhìn mới lý xe mẹ. Sụ khớt gì vậy? Mới lý? Mới đó? Mới đây á? Mới lý xe mẹ. Ông đang coi sách ở dưới rồi mọi người. Mới lý xe mẹ. Mới lý xe mẹ. Sụ khớt. À cái dê đang biết hồi hay bay rồi? Để mình so sánh hai con này coi con nào gần con nào xa đó. Giống coi gà quá mọi người ha. À, mọi người có biết cách phân biệt không? Coi phụ nhà Tiên nha. Rồi nó lộn cái nó cắn nhau nữa tội nghiệp nó. Nó lại chết nữa thì tuầy. Rồi sao anh? Thấy chưa anh? Ôi ôi nó nói với bà nó à, thương ba kìa mọi người. À ba sao đang nghèo kìa. Hà Yun à. Hà Yun à. Đang ngồi lửa chuột cái có người đã đánh hơi mọi người. Cái Hà Yun hát oh no, oh no, no 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 no. Sau một hồi phân dân vẫn không phân biệt được thì chị Đại đã nhập vai vào việc luôn. Nó đá vô trong tay có mẹ Tiên luôn mọi người. Trời ơi, nhỏ lòi cứt luôn rồi. Con này con cái. Rồi, một hồi lựa chọn thì mình được 3 con cái và 2 con đực nha mọi người. Thấy là 2 con đực nó nhỏ hơn 2 con cái. Su khách xương, âm khớp của ta chặt cây à. Cứt chó. Cứt chó. Nè. Hà Yun à, ăn hết cơm mà khóc, đòi cơm thêm nè mọi người. Tôi nghiệp ghê, tôi ăn cơm chan nước lạnh vậy thôi mà nó ăn như đúng rồi vậy. Thịt bò đồ mà nó không ăn. Để mẹ lau nước mắt mình làm lại từ đầu. Trời ơi, Hà Dương nó khoái ăn dưa hấu mọi người ơi. Nó lăn trái dưa hấu lại, nó kêu Tiên cắt cho nó ăn nè. Ôi trời ơi. Để coi Khiên nổi không nha. Khiên nổi cái dưa hấu này để lên cái dĩa không nha. Ô ô ô ô ô ô ô. Wow. Hà Yun quá giỏi ta ơi. Mạnh dữ. Giờ Tiên nấu canh trong biển với tôm nha mọi người. Đây là con tôm gà chứ không phải con tôm thường. Con tôm mà như con gà vậy đó mọi người. Ta lột sẵn cho mình luôn. Như đây là 400.000 tôm. Cũng khá là nhiều nha. Lột sẵn luôn mà.
Thiên đang xào cháy tỏi cho nó săn lại. Rong biển ngâm rồi nè, rửa sạch sẽ, nhồi kỹ lắm, rửa 3 lần nhồi giặt đồ vậy đó. Bỏ vô mình xào lên nha, có bàn tay à, không biết xào được không nữa, tắt máy cái đã. Tắt máy xào mới được. Đó, ngon rồi nè mọi người, nhưng mà mình nấu vừa sôi lên là mình đừng có tắt nha. Nếu muốn ngon thì phải cho nó sôi tầm khoảng 15-20 phút. Và nếu muốn ăn kiểu gục gã đó thì mình phải hầm cho nó lâu, nửa tiếng hơn, gục gã xuống thì mới ngon. Chứ canh rong biển không phải là cái loại canh mà nấu xong sôi lên cái là ăn liền nha mọi người. Phải rim một tí xíu. Cái này là mình bỏ dầu mè vô xào nè, rồi cái mình nêm một chút xíu muối, bột nêm rồi nó là ngon thôi. Ngọt nước ăn là rất là tốt cho phụ nữ sau khi sinh con hoặc là đang trong thời kỳ dâu tay rụng đó mọi người biết không. Phụ nữ mình một tháng dâu tay rụng một lần đó, là mình ăn cái này đi là đảm bảo hết mụn luôn, hết nám luôn. Bữa nay chị Nhung ba không có bán đó nên ba rủ Tiên ra ăn lẩu chua cay. Đó. Nay đi ăn trực mọi người nha. Còn mấy bà này ai tôi không quen nha. hỏi người ăn trực chung. Đây, nồi lẩu của chúng ta hôm nay có rau đắng, đắc, bông điên điện, rồi mồng tơi, cải xanh, chả tôm, chả bò. Có mực với tôm mà tôi nói mà tôi nước nước miếng luôn quá trời. Cái dòng ăn trực nó ngon lắm mọi người ơi. À, mình nhúng vô. Trong gần không lấy em lấy chồng xa, giờ đây nhớ mẹ thương cha, còn đâu mà thăm thoáng đi về nhà thăm. Đây bài hát bóng điên điền không mọi người, đúng là cái hoàn cảnh của mấy chị em mình luôn đó. Bài bóng điên điền là đúng cảnh hoàn cảnh của những người con gái Việt ở Hàn Quốc. Em xin mời cả nhà nha. Dạ mấy chị ăn đi. Để em nấu cho mấy chị ăn. Để làm đắng là hôm qua nữa ha. Để làm thử miếng rau đắng nha mọi người. Lâu lắm mà mới được ăn rau đắng nha. Mời mọi người. Trời ơi, cục chả nó bự nè. Thế là hôm nay ngày ăn trực không? Nó chấm vô đây. Ngon quá mọi người ơi. Thăm, đi y mắt thử xong rồi cái có ai như con tôi không? Nó nằm xả lai giữa sân nó hát vậy. Sân khấu của nó đó. Trời ơi. Như khán đài vậy đó. Nó lên nó nằm, nó múa, nó lăn.